Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới vẫn giao dịch trong xu hướng giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,02%. Thời điểm này thì vẫn giao dịch quanh mức 1.815 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.813,76 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.817,60 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm 0,271 điểm và với tỷ lệ giảm là 0,26%, hiện tại đang giao dịch ở mức 103,631 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tiếp tục đi lên với tỷ lệ tăng hiện tại là 1,72%, giao dịch ở mức 29.175,50 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tiếp tục tăng với tỷ lệ tăng hiện tại là 0,90%, giao dịch ở mức 2,915% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng trong xu hướng tăng quý vị và các bạn nhé. Hiện tại tăng hơn 1 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ tăng là 1,23%, giao dịch ở mức 110,570 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Thị trường vàng ngày một ảm đạm khiến kim loại quý liên tục lao dốc. Trong báo cáo mới phát hành, quỹ đầu tư Van Es đánh giá sức mạnh của đồng đô la Mỹ đang là yếu tố tạo nên xu hướng giảm giá của thị trường vàng. Vàng sẽ còn gặp nhiều khó khăn khi mà đồng đô la Mỹ đã lên cao nhất trong vòng 20 năm qua. Các sức ép cho thị trường vàng vẫn nằm ở việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục tăng lãi suất. Mức tăng kỳ vọng là thêm 3 lần trong các cuộc họp sắp tới, mỗi lần tăng 0,5%. Điều này đã đẩy giá trị của đồng đô la Mỹ tăng mạnh hơn và giá vàng tiếp tục giảm, theo quỹ đầu tư Van Es đánh giá. Trả lời hãng tin CNBC, ông Ali Spivak, chuyên gia phân tích của quỹ Daily Epoch cho biết, nhìn chung vàng đang trong xu hướng giảm giá và có thể về mốc 1.750 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương 49,3 triệu đồng trên mỗi lượng. Trong khi đó, ông Hardin, chủ tịch tập đoàn tài chính Hardin của Mỹ đánh giá, Fed đang nỗ lực kiềm chế lạm phát bằng cách tăng lãi suất. Dưới tác động chính sách của Fed, vàng sẽ giảm giá mạnh có thể chỉ còn 1.000 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương ở khoảng 28 triệu đồng trên mỗi lượng vào 2 năm tới, theo ông Hardin dự báo. Sáng nay, ngày 19 tháng 5, có thời điểm giá vàng thế giới giảm chỉ còn 1.808 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương 50,9 triệu đồng trên mỗi lượng. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Sáng nay, ngày 19 tháng 5, giá vàng trong nước được một số hệ thống kinh doanh điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng trên một lượng. Cụ thể, tại công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 68,25 cho đến 69,1 triệu đồng trên một lượng, theo hai chiều mua vào và chiều bán ra, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,3 cho đến 69,2 triệu đồng trên mỗi lượng theo hai chiều mua vào và bán ra, giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Riêng với vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 68,25 cho đến 69,27 triệu đồng trên một lượng theo hai chiều mua vào và chiều bán ra, không có sự thay đổi so với cuối phiên ngày hôm qua. Giá vàng SJC tại thị trường Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh cũng có diễn biến tương tự. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa chiều hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.825.000, bán ra 6.925.000. SJC Hà Nội mua vào 6.825.000, bán ra 6.927.000. SJC Đà Nẵng mua vào 6.825.000, bán ra 6.927.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.830.000, bán ra 6.925.000. PNG Hà Nội mua vào 6.835.000, bán ra 6.925.000. Tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có sự thay đổi.
hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi nào. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.825.000, bán ra 6.910.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi. Doji Hà Nội mua vào 6.825.000, bán ra 6.910.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Phú Quý SCC mua vào 6.830.000, bán ra 6.920.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.835.000, bán ra 6.923.000, giảm 2.000 ở chiều mua vào, tăng 8.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SCC mua vào 6.890.000, bán ra 6.915.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.825.000, bán ra 6.925.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.820.000, bán ra 6.930.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.825.000, bán ra 6.910.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.825.000, bán ra 6.927.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác cũng không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại dao động trong khoảng 1.020.000 đồng trên một lượng. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.825.000, bán ra 6.927.000. SJC Cà Mau mua vào 6.825.000, bán ra 6.927.000. STC Huế mua vào 6.822.000, bán ra 6.928.000. STC Bình Phước mua vào 6.823.000, bán ra 6.927.000. STC Biên Hòa mua vào 6.825.000, bán ra 6.925.000. STC Miền Tây mua vào 6.825.000, bán ra 6.925.000. STC Quảng Ngãi mua vào 6.825.000, bán ra 6.925.000. STC Long Xuyên mua vào 6.827.000, bán ra 6.930.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.825.000, bán ra 6.927.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.823.000, bán ra 6.927.000. STC Phan Rang mua vào 6.823.000, bán ra 6.927.000. STC Hạ Long mua vào 6.823.000, bán ra 6.927.000. STC Quảng Nam mua vào 6.823.000, bán ra 6.927.000. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại thì giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng không có điều chỉnh về giá. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bục số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.380.000, bán ra 5.480.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.360.000, bán ra 5.440.000. Vàng 24K mua vào 5.256.1000, bán ra 5.386.1000. Vàng 18K mua vào 3.895.4 nghìn, bán ra 4.095.4 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.986.8 nghìn, bán ra 3.186.8 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.083.7 nghìn, bán ra 2.283.7 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa chiều hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.